Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, sau những tin đồn vào tháng 4 năm ngoái về sự ra mắt của người kế nhiệm Asus ROG Phone vào quý 3 năm 2019, hãng này đã xác nhận rằng ROG Phone 2 sẽ được ra mắt vào tháng 7. Thế nhưng lần ra mắt này thì rất đặc biệt khi Asus công bố hợp tác với Tencent Games, ông lớn đã làm nên tựa game nổi tiếng PUBG trên mobile để tối ưu phần cứng cho ROG Phone 2. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin về thông số kỹ thuật của chiếc ROG Phone 2 này, tuy nhiên thì chiếc điện thoại này được mong đợi là sẽ có màn hình được nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm. Sử dụng vi xử lý Snapdragon 855 với RAM 10 hoặc 12GB, bộ nhớ trong là 512GB, hệ thống tản nhiệt được cải thiện, biên dung lượng lớn và hỗ trợ sạc nhanh hơn. Asus ROG Phone được giới thiệu lần đầu tiên tại sự kiện Computex diễn ra vào tháng 6 năm 2018 với mức giá là 899 USD. Với ROG Phone 2 thì công ty Đài Loan có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt tại Trung Quốc và bán ra mẫu smartphone này ở các thị trường khác nhau trong cùng tầm giá. Điều đáng nói là theo một báo cáo mới đến từ Ấn Độ thì Asus sẽ không còn được phép sử dụng từ Zen cho các sản phẩm của mình do vi phạm quyền thương hiệu và phán quyết này sẽ có hiệu lực trong vòng 8 tuần kể từ thời điểm hiện tại. Tiếp nối Nokia 3.2 thì HMD đã tiếp tục ra mắt chiếc máy giá rẻ Nokia 2.2 có vẻ ngoài bóng bẩy, cấu hình đủ dùng. Mặc dù chỉ là máy giá rẻ và mà lưng chỉ làm từ nhựa nhưng Nokia 2.2 trông cũng rất là bóng bẩy và chỉn chu. Viền màn hình ổn và cũng có màn hình giọt nước điệu đà. Điện thoại này thì không được tích hợp cảm biến vân tay nhưng có nút Google Assistant chuyên dụng, hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt. Về cấu hình thì Nokia 2.2 được trang bị màn hình kích thước là 5,71 inch, độ phân giải là HD+ và sử dụng tỷ lệ khung hình 19:9. Bên trong, sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip MediaTek Helio A22 đi kèm với dung lượng RAM 2 hoặc 3GB và người dùng sẽ có 16 hoặc là 32GB bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Chưa hết thì Nokia 2.2 còn sở hữu camera chính 13 megapixel với ống kính khẩu độ là f/2.2 và tích hợp một số tính năng như là trí tuệ nhân tạo để cải thiện chụp chiếu sáng, chụp ảnh HDR, làm đẹp, panorama và tính năng quét các thông tin trên bức ảnh Google Lens. Trong khi ở mặt trước chúng ta sẽ có một máy ảnh selfie 5 megapixel. Nokia 2.2 chạy trên hệ điều hành Android 9 Pie và phiên bản Android One với pin dung lượng 3000 mAh. Và Nokia 2.2 sẽ được lên kệ tại Ấn Độ vào ngày 11 tháng 6 tới đây với mức giá là 111 đô, tức là khoảng 2,5 triệu đồng cho phiên bản 2GB RAM và 16GB ROM. Phiên bản 3GB RAM và 32GB ROM sẽ có mức giá là 125 đô, tức là khoảng gần 3 triệu đồng. Các bạn mến, bên cạnh các thông số chính đã được Samsung xác nhận, mới đây toàn bộ các thông số của Galaxy M40 đã được dò dỉ. Theo đó, thì Galaxy M40 sẽ có màn hình Super AMOLED 6,3 inch với độ phân giải là Full HD+, 2340x1080px. Mật độ đậm ảnh của màn hình đạt 409 ppi. Màn hình của máy sẽ được đục một lỗ nhỏ ở góc trên bên trái cho camera trước. Thay vì là con chip cây nhà lá vườn Exynos thì Galaxy M40 sẽ được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 675 cùng với 6GB RAM. Dung lượng lưu trữ máy sẽ là 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Và máy sẽ chạy trên nền tảng Android 9 Pie ngay từ khi xuất xưởng và có pin là 3500mAh. Phía trước Galaxy M40 sẽ là một camera 16 megapixel đặt trong phần đục lỗ. Trong khi đó, phía sau là 3 camera gồm ống kính chính là 32 megapixel, cam phụ là 8 megapixel góc rộng và cam chiều sâu 5 megapixel. Ngoài ra thì còn có cảm biến vân tay bên dưới cụm camera này. Và hiện tại thì chưa rõ mức giá của Galaxy M40 sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên, với Galaxy M30 6GB RAM và 128GB ROM với mức giá khoảng 259 đô tại thị trường Ấn Độ, thế nên nhiều khả năng là M40 sẽ được bán ra với mức giá rơi vào khoảng 288 đô, tức là khoảng 6,7 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kèm đóng góp nào thì hãy để thật nhiều phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!